làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu, nếu không mọi việc làm tốt cũng chỉ là vô nghĩa. Kính thưa quý vị, từ lâu nhân loại đã luôn ca tụng về những tấm gương hiếu hạnh. Có thể thấy, dù ở thời đại nào, con người vẫn đề cao sự hiếu kính và sự báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các đấng sinh thành. Thật vậy, không có cha mẹ thì nào có chúng ta. Hãy thử nhìn ra ngoài kia, những đứa trẻ tội nghiệp phải chịu cảnh mồ côi, rồi tự nhìn lại bản thân xem chúng ta có đang sống và xứng đáng với những gì mình hiện có hay chưa. Muốn đánh giá nhân cách của một người, nên nhìn vào sự hiếu hạnh của họ đầu tiên. Vì nếu một người mà ngay cả những người đã cất công nuôi dạy thương yêu họ, thế nhưng người đó cũng không chịu báo đáp kính trọng, thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu có đến mấy, cũng đều sẽ tan biến theo mây khói, vì vốn dĩ chẳng còn phúc phần để hưởng. Muốn sống tử tế, rèn luyện tài năng và đức hạnh, thì điều đầu tiên cần làm chính là làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình. Khi một người biết sống hiếu kính với bậc sinh thành, thì trời đất tự khắc cảm thấy hài hòa, phúc khí cao dày, làm điều gì cũng sẽ dần dần mà thành toại. Còn nếu một người dù sinh ra nhà cao cửa rộng sẵn có, lụa là chất đầy, học cao tài giỏi, nhưng lại không biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, thì sớm muộn tất cả mọi thứ kia cũng sẽ như công đức của người đó mà đổ sông đổ biển. Bởi trời đất không thể dung tha, cả tư cách để hưởng những điều đó cũng không còn. Chúng ta không thể tự nhiên sinh ra mà lớn lên. Mỗi sự trưởng thành và hiểu biết của chúng ta cũng chính là nhờ công ơn của cha mẹ giáo dưỡng mà có. Không phải cha mẹ nào cũng như nhau, có người giàu sang phú quý, nhưng lại có người nghèo và phải mang thân phận thấp kém. Tuy nhiên, dù ở tầng lớp nào của xã hội, mỗi người cha, người mẹ đều dốc lòng thương yêu, chiều chuộng con mình, đều sẽ cố gắng mang những thứ tốt đẹp nhất mà mình có được đem cho con. Cho nên, đừng vì sự nghèo nàn của cha mẹ mà quay lưng với họ. Họ chắc chắn rất tủi hổ và đau lòng. Cũng đừng vì cha mẹ giàu có mà đua đòi phá phách. Họ cũng sẽ rất buồn và dè dứt. Con người gặp nhau chính là cái duyên, cái nợ. Nên chúng ta gặp cha mẹ mình cũng thế. Hãy chấp nhận và bao dung cho họ hơn. Bởi lẽ đối với họ, có thể chỉ có mình chúng ta là điểm tựa cuối cùng. Cha mẹ là người duy nhất sẽ chấp nhận hy sinh mọi thứ, kể cả sinh mạng, chỉ đổi lại một điều tốt cho con mình. Ngoài xã hội, bao nhiêu người đi làm hay đi học, ai nấy cũng tranh đua nhau, có đối xử tốt với mình thì cũng là vì có mục đích nào đó. Nên càng đi xa cha mẹ, con người ta mới càng hiểu được tấm lòng của họ. Dù cha mẹ có làm điều gì không phải đi nữa, cũng chớ vội giận hờn quát mắng họ, bởi họ làm điều đó cũng là vì nghĩ sẽ mang lại sự tốt đẹp nào đó cho con mình mà thôi. Nên bất luận cha mẹ là người thế nào, con cái đều phải tôn kính và yêu thương họ. Một người con bất hiếu sẽ mãi mãi là không thể làm trọn chữ nhân được. Dù có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho thiên hạ, cũng chỉ là giả dối vô nghĩa mà thôi. Một lời bài hát có đoạn: ước mong con là được đi khắp thế gian, ước mơ của mẹ là thấy con về. Cha mẹ càng về tuổi xế chiều thì giống như những chiếc lá úa vàng trên cây, gió lay nhẹ chút thôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nên lại càng hay trông ngóng được gặp con cái. Khi đó họ cũng hiểu bản thân mình già nua, nhiều bệnh lại còn lẩm cẩm, vì sợ phiền tới con, nhiều cha mẹ đã phải ăn nó khép nép với chính con ruột của mình. Cái gì không rõ, không biết cũng không dám hỏi nhiều, làm gì cũng để ý sắc mặt của đứa con. Hãy tưởng tượng tới cảnh đấy, đặt mình vào vị trí của những người làm cha làm mẹ đó. Bạn có thấy xót không? Đấy, bất hiếu không chỉ là đánh đập, quát tháo hay bỏ bê cha mẹ, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng không thể bao dung được cho cha mẹ. Chưa bao giờ để ý xem họ khó khăn ở chỗ nào, lại suốt ngày kêu bận than mệt, khiến cha mẹ cảm thấy xa cách và phiền muộn, cũng là tội đại nghịch bất hiếu rồi. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
những câu nói bất hủ của người xưa nói về cha mẹ không hề sai một chút nào. Càng lớn, chúng ta sẽ càng thấm một điều: chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện, và chỉ có nơi nào có cha mẹ, nơi đó mới là nhà. Người biết hiếu thảo với cha mẹ là một bậc đại đức hạnh, khiến trời đất cũng phải động lòng. Cách đối xử với cha mẹ cũng sẽ phản ánh lên bản chất thật sự của một người. Nên người chỉ cần lấy chữ hiếu làm đầu, cả đời cầu gì được nấy, tâm tướng ngày càng xinh đẹp, hài hòa, phúc khí đầy đủ, may mắn không cầu cũng tự khắc tới. Còn yêu, còn thương tới mấy, thì giữ một người không còn lòng dạ với mình ở bên cạnh, thì sau cùng, chính mình mới là người thương tổn nhất mà thôi. Chẳng ai muốn đứt cánh giữa đường, chẳng ai mong tan đàn xẻ nghé, nhưng chuyện xảy ra rồi, ngoài sự mạnh mẽ chấp nhận thì không còn cách nào khác. Sống chỉ một lần, cớ gì lại ép ủng bản thân trong bể khổ làm gì? Buông tay là để giải thoát cho chính mình, là cho chính mình cơ hội làm lại, cũng là khiến bản thân cứng cỏi, dạn dĩ, trưởng thành, biết cách nhìn người hơn. Đời công bằng lắm, chỉ cần vượt qua nỗi đau này, ông trời ắt có an bài tốt đẹp hơn cho bạn. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện sớm muộn, là điều tất lẽ dĩ nhiên ở đời, nhưng khoảnh khắc mất đi một người thân yêu, khoảnh khắc biết rằng từ đây âm dương cách biệt, thì ai mà không đau đớn, xót xa cho được. Cảm giác xé lòng, vừa xót xa vừa ân hận. Ân hận vì bản thân còn nhiều điều chưa làm, chưa nói, chưa hoàn thành với người đã khuất. Nhưng là chuyện không thể tránh khỏi ở đời, thì có còn nhiều tiếc nuối cũng không cách nào làm lại, chỉ có thể chấp nhận, buồn đau khóc lóc đi cho thỏa rồi nguôi ngoai, đối diện với sự thực, rồi vực dậy mạnh mẽ mà tiếp tục sống. Mất việc. Có câu, nếu công việc là đam mê của bạn thì mỗi ngày bạn không phải đi làm. Nhưng số người làm được đúng công việc mà mình đam mê ít lắm, đa phần là vì cơm áo gạo tiền, hoặc giả như có là công việc mình yêu thích chăng nữa, nhưng ở trong môi trường làm việc không phù hợp, đồng nghiệp, cấp trên khó tính, xét nét, thì ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản, muốn từ bỏ. Với phụ nữ, tuy không cần phải quá cố gắng để có sự nghiệp rạng danh, nhưng nhất định nên có một công việc. Để làm gì ư? Để có thể kiếm ra tiền của chính mình, có thể có cuộc sống của riêng mình. Vậy nên, khi công việc xảy ra áp lực khiến bạn muốn từ bỏ, thậm chí là bị cho thôi việc, thì bạn cũng đừng quá cố chấp.